Làm màu quá đà, Angela Phương Trinh bị dân mạng ném đá. Mới đây, Angela Phương Trinh vừa đăng tải trên trang cá nhân đoạn video quay lại lúc nữ diễn viên đang luyện tập thể dục. Ngay lập tức, clip này đã bị cư dân mạng chỉ trích bởi sự làm màu quá lố của nữ hoàng thị phi. Angela Phương Trinh tiết lộ bí quyết để có vóc dáng hoàn hảo và nâng cao sức khỏe trên trang cá nhân. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ba mẹ nhí nhận lại không ít gạch đá từ công chúng vì sự khoe mẽ quá đà của cô. Nhiều khán giả cho rằng người đẹp sinh năm 1995 đang cố tình khoe vòng ba trả hình bằng clip rèn luyện sức khỏe. Hàng loạt bình luận của cư dân mạng cho biết Angela Phương Trinh tập sai kỹ thuật và chỉ cố gắng diễn show. Rõ là tập sai bét kỹ thuật, mắc color, tư thế chưa chuẩn, tác động hệ cơ dễ bị lệch, trọng tâm bên trái không vững, phần vai phải cố định, chỉ hoạt động ở khớp cánh tay, phải theo trục từ dưới lên trên, hệ cơ mới được tác động sâu và chính xác từng hệ cơ theo mong muốn. Clip mang tính chất khoe nhiều hơn là những lời nhận xét từ khán giả về đoạn video do Angela Phương Trinh đăng tải. Ngay khi Angela Phương Trinh bị chỉ trích, huấn luyện viên Phạm Văn Mách đã lên tiếng bênh vực nữ diễn viên và đáp trả tay đôi với dân mạng. Khi vụ lùm xùm về văn hóa dự sự kiện với bà bầu Ngô Thanh Vân vừa tạm lắng xuống, Angela Phương Trinh tiếp tục tạo sóng dư luận bằng những hình ảnh khá phản cảm. Có thể thấy, cái tên Angela Phương Trinh đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Giữa hàng loạt tin tức sau việc diễn ra mỗi ngày và đa phần những sự ồn ào về người đẹp sinh năm 1995 đều trở thành một trong những scandal trong làng giải trí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.